Từ khi chị đến Diva điều trị da thì chị thấy là tình trạng da của chị hôm nay là những vết nám tàn nhang đồi mồi hoàn toàn không còn nữa, hết hẳn luôn. Chị rất thích. Mi rất là hài lòng với cái kết quả ngày hôm nay. Đó là mọi người cùng để nhìn thấy này, làn da của Mi này trắng sáng, không còn tàn nhang, không còn đồi mồi nữa. Và qua đây thì cũng cho Mi gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ cũng như là các nhân viên ở đây đã chu đáo, nhiệt tình và cho Mi được một cái kết quả như cái làn da ngày hôm nay. Thì lúc đầu thì cô cũng ngần ngại lắm, mình không biết đến đó rồi mình có được như ý hay không, như thế nào, không biết có đẹp hơn hay không, hay là cảm thấy rất là lo. Nhưng mà tuy nhiên khi cô đến đây rồi, cô rất là yên tâm vì các em ở đây tư vấn rất là tỉ mỉ và tận tình, và cô rất là hài lòng. Viện thẩm mỹ Diva, chuỗi hệ thống thẩm mỹ uy tín của phái đẹp Việt.